Chào bác, hôm nay cửa hàng Hoa Trang lên clip giới thiệu cho các bác một cái lô máy cưa xích Nhật bãi. Lô này sẽ là lô chữ V. Lô này sẽ gồm có 7 cây, có cưa Estin này 023 rất là xuất sắc nhá. Xì đeo hoa siêu VIP luôn, Echo 502 VIP này, Echo 31361 cực kỳ là đẳng cấp nhá. Và cưa cụt, cưa dài Makita xì đeo hoa luôn. Đấy. Sản phẩm khi các bác mua cưa xích bên em sẽ gồm có rũa, tuýp và tô vít cho các bác nhá. Số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0976123370 nhé. Bác nào xem clip thì cho em xin like, đăng ký kênh và cho thông báo. Bên em bán hàng có ship hàng toàn quốc và khi các bác nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Rồi xin phép giới thiệu chi tiết luôn. Lô này sẽ là lô chữ V. V1 ngày hôm nay có con cưa Makita này. Con cưa này cắt gia đình rất là ngon nha các bác nhé. Rất là đẹp. Makita là một thương hiệu rất là lớn của thế giới rồi. Đó. Con này thì trang bị công suất là 36cc, lòng 38 ly nhé, 336 này. Đó. Làm 35, xích là giải xích chung 91. Xích chung 91 này cắt rất là sướng này các bác nhá. Cắt cực kỳ đã ăn gỗ luôn. Đó. Máy thì có bơm xăng phụ này. Đấy, máy lòng đứng thì chạy rất là lợi xăng và đặc biệt nó rất là bốc. Đấy. Thắng xích thắng xiếc con này có luôn nha các bác nhá. Trọng lượng máy 5kg. Con này cắt cực kỳ là ngon luôn. Bao các bác là siêu lợi xăng này. Rất là dễ dùng luôn, máy lòng đứng mà. Rồi, con này thì bán cho anh em giá 1.6 triệu, V1 1.6 triệu bao phí ship. Ok, con đầu tiên giá 1.6 triệu bao phí ship nhá. Rồi, tiếp theo số 2. Số 2 ngày hôm nay có con cưa tay cụt VIP nhá. Con này đến từ thương hiệu của Si Đại Oa. Mã của nó là 323. Máy được trang bị suất là 32cc, lòng 38 ly. Con này cắt gia đình, leo trèo tỉa cành. Và đặc biệt những cái dòng của Si Đại Oa thì anh em biết cái độ chất của nó rồi nhá. Cực kỳ là chất luôn, máy rất là đẹp này các bác này. Đấy, làm Si Đại Oa, con này làm 30. Xích là dài xích mini. Xích con này chưa rũa lần nào các bác nhá. Con này xích tầm 95% luôn, cực kỳ là xuất sắc. Làm xích nhá, nhìn như thế này các bác biết là cái độ mới của máy rồi, rất ít xài nha các bác nhá. Trọng lượng máy là 4kg. Si Đại Oa thì nó chạy rất là VIP. Máy thì được trang bị chụp giật trợ lực cho bác, bơm xăng phụ có luôn này. Đó, con này thích hợp cho anh em leo trèo tỉa cành hay là cắt gia đình, cắt tỉa xung quanh vườn nhà, cắt củi đó. Thì xài rất là lợi xăng. Si Đại Oa nó quá là chất rồi. Rồi test nổi tiếng máy V2. V2 giá 2 triệu nhá. Quá ngon luôn nhá. Con này thì siêu cụt rồi, chạy Si Đại Oa rất là êm luôn. Vòng tua thì bao lớn nhá. Rồi con này giá 2 triệu bao phí ship. Tiếp theo V3 ngày hôm nay. V3 ngày hôm nay có con cưa. Đó, các bác là phân khúc 2 triệu các bác muốn mua con chạy mạnh nhá, bền. Và các bác đặc biệt thì các bác có thể đi cắt gỗ tầm trung thì các bác có tham khảo con này. Con này Echo 331 này, 33cc lòng 39 đi. Dòng này chạy cực kỳ là chất nhá. Các bác nhìn cái lam của nó, lam Latin này. Đấy, nguyên chữ Echo. Làm 35, làm lá tinh. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn. Dòng này thì bao các bác là cắt cả ngày nhá. Đấy, với phân khúc 2 triệu thì nó chạy siêu trâu bò luôn. Đấy, rất là lợi xăng. Đấy, con 331 này chạy rất là khỏe này. Con này giá 2 triệu bao phí ship. Test nổi từ máy con V3 cho các bác nhé. Dòng này thì VIP rồi. Đấy, hơi hám căng đét luôn. Khúc 2 triệu thì nó vô đối thiên hạ rồi. Con này giá 2 triệu bao phí ship thôi. Tiếp theo V4. V4 ngày hôm nay có con cưa Echo 361 36cc này, lòng 40 ly nhá.
Con này thì xài lam Latin, lam Latin lam 35. Đấy. Con này thì khai thác tầm trung. Con này là 33cc nhé, con này là 36cc này. Con này thì anh em đi cắt keo, cắt dừa thoải mái luôn đi. Vành gỗ tầm 150 đủ loại thì chưa hết. Đó, trọng lượng máy là 5,5kg. Chạy siêu bền luôn, dòng này thì siêu bền, siêu loại xăng cho các bác. Con này V4 giá 2,4 triệu, bảo phí ship cho test nổ tiếng máy V4. Ok, con này giá 2,4 triệu đây, bao phí ship. Máy quá xuất sắc luôn. Tiếp theo con V5. V5 ngày hôm nay có con cua Echo 502, một con khai thác chuyên nghiệp cho các bác luôn. Đối các bác nào muốn mua khai thác giá rẻ nha thì các bác tham khảo con này. Con này thì bao các bác đi xẻ này, đi hạ cây thoải mái luôn. Xẻ xếp cực kỳ là ngon. Máy được trang bị là lam 45. Lam Latin, xích là xài xích đại nhá, xích con này thì xích mới rồi. Đó, lam này nó bị dính cái nhựa nhá, chứ còn đầu lam rất là đẹp. Nó dính cái nhựa lam bẩn thôi các bác nhá. Đó, đây này. Nhựa lam bẩn này nhá, không sức mẻ, những bao các bác không sức mẻ gì hết. Và con này thì 50cc. Máy 50cc của Echo thì các bác biết rồi, cực kỳ là bền và loại xăng nhá. Đó. Con này trọng lượng là 8kg. Con này gọi là cá mập luôn. Nhìn thiết kế rất là giống con cá mập. Rất là trâu bò luôn nhá. Gặm tất cả loại gỗ trên đời luôn. Con này thì bao khỏe luôn, bao vip luôn cho các bác. Rồi, con V5 này giá 2,7 triệu nhé, bao phí ship. Test nổ này. Ok, nhớt lam nhớt liếc rất là đẹp chứ. Nói chung là có những con em để nhớt lam, còn có những con em sẽ không để nhớt lam nhá. Vì là đôi khi mình dọn thì mình tháo ra. Đó thì máy móc khi các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá, để các bác yên tâm. Rồi tiếp theo con V6. V6 ngày hôm nay có con Sineoa 36 mường, con siêu VIP nhá. Hệ Sineoa thì nó là hệ đẳng cấp rồi. Đó, con này thì vòng tua rất là lớn. Lam ốp lam con này. Đó, lam quá là đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy, cái lam mờ nhá, cái đầu lam Latin rất là đẹp luôn các bác. Mua máy lam Latin thì các bác phải để ý cái đầu lam nhá. Còn là cái bên này thì nó không ảnh, không ý nghĩa gì hết. Đây còn nguyên chữ COA này. Đấy, lam rất là đẹp. Con này thì xích ở tầm 80%. Đó, trọng lượng máy con này chỉ 5kg, nhưng mà hệ COA thì các bác yên tâm, nó là một cái hệ siêu cao cấp của cái dòng máy cưa Nhật bãi nhá. Chạy cực kỳ là chất luôn. Máy mạnh, các bác đi cắt keo, cắt dừa thoải mái luôn nhé. Con này thì máy, các bác nhìn hình thức máy này, nó rất là mới này. Con này thì mới đến 95% cho bác luôn. Máy bao VIP cho bác luôn nhé, cực kỳ là nét luôn này. Đó, dòng CDOA chạy thì khỏi nghĩ luôn. Về cái độ bền, độ chất lượng của máy luôn. Như con này giá là 3 triệu nhé, V6 là 3 triệu, bao phí ship. Test nổ tiếng máy con V6 cho các bác nhé. Ok, con này thì chạy như một chiếc Lamborghini luôn rồi, cực kỳ là mạnh nha. Vòng tua thì có thể nói là một trong những cái dòng có vòng tua lớn nhất của máy cưa của thế giới luôn các bác ạ. Cực kỳ là đẳng cấp luôn, siêu phẩm. Con này giá 3 triệu, bao phí ship, máy siêu đẹp luôn cho các bác nhé. Ốc áng 7 màu này, quá nét luôn.
Đó, cái hàng bãi thì các bác càng mua hàng mới thì độ bền nó càng cao. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay con V7. V7 ngày hôm nay có con Estin 023. Con này rất là đẹp các bác này, Estin 023. Estin 023 công suất là 40,2cc này các bác nhé. Đó. Cái dòng khai thác tầm trung của Estin. Estin thì nó thương hiệu quá đẳng cấp rồi, nói chung là nhất thế giới. Chắc em không phải giới thiệu nhiều nhé, con này trọng lượng 5kg. Lại làm 40 xích đã xài xích trung 91. Estin nó là vô địch thiên hạ rồi về cái độ bền máy, độ tiết kiệm xăng. Đấy. Thắng xích có hết này. Vòng tua rất là lớn. Và đặc biệt con này thì các bác nhìn bề ngoài máy này, đó, các bác có thể đánh giá trực tiếp nhé. Máy rất là đẹp này. Rồi, test nổi tiếng máy con cuối cùng ngày hôm nay, con này là giá 3,5 triệu bao phí ship cho anh em nhé. Quá kinh khủng luôn. Cái này vừa hôm nay em quên không có đóng nắp xăng này. Đó, đôi khi rất nhiều việc nên đãng trí các bác thông cảm nhá. Nắp xăng chưa đóng nó tuế ra này, máy vẫn nổ bình thường, quá đẳng cấp luôn. Rồi, con này giá 3,5 triệu vào phí ship nhá. Đó. Rồi, bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ tiếp qua số điện thoại là 0976 123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.